không thật là cái gì chứ bây giờ quay tay cho mình chưa coi dù thích chờ nhất là nó rồi gặp bên ngọn đừng tình hình đi nó chắc được khó nữa nó lên để cho anh khách hàng lớp chân chim tôi lớp bỏ mất cái là chụp tôi cho mình à đi tá lên để nó cho coi anh chim một rồi lấy chụp lo nữa con nó nhiều lắm để tôi lấy cha tôi hát chụp thế nhô nó bắt được nhiều ba thằng rồi thằng này ba thằng rồi dưới kia đừng có ép bốn thằng là năm thằng bốn thằng tới mặt thằng này không muốn được đây cho mặt quanh nó con nó con à nó cho con ăn cỡ đông con cỡ đông được gặp bánh nhà cho nên chỉ có tili kìa bánh to này kìa nó to tia số nó tia thay số số thì số nó lấy để cắt tao có to là มันได้ลําดอกช้างเด้อตัวแล้วนี่ตัวนี้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 
cho té là cho té bà vợ ấy trả lời ra tuần để cho nó phát một cho ảnh tốt quá chứ bà vợ thiệt tốt hơn rồi hết rồi. Năm thao nhờ. Nhớ đấy nhờ. Trung Quốc bắt Việt Nam. Vậy là Trung Quốc, công an Trung Quốc đã đi. Và dân đã ập vào chuẩn bị lấy hàng vác xuống Việt Nam. Dân vừa cũng chỉ vì đồng tiền mà đi vác hàng. Công an Trung Quốc làm ngặt quá. Lấy hàng xuống dưới á? Vác hàng xuống được tiền gấp đôi đúng không? Ôi bây giờ vác hàng xuống Việt Nam tiền được gấp đôi.
Đổi một thành hai. Tất cả dân đang cười. Bây giờ là mất Trung Quốc chủ rồi. Không có ai nhận hàng với mình rồi. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Đấy, các anh em đã thấy chưa đây? Đây là cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh. Mấy ngàn người vác hàng. Bây giờ chuẩn bị vác hàng xuống Việt Nam. Đấy, các em thấy chưa? Đông người không? Đây. Thôi, kết thúc ở đây đây.